chúng mình xuống một nọ hết mà cùng một cái mà riêng ra cái này thì là EPS topic ngày nay chúng tôi đang đi xem sản phẩm bay video thì buồn đây là sáng sáng vì cả anh vật phơi lồng hạt tiêm prolong vật phơi khăn tập thể cái này chúng mình khnhi ta chẳng làm bay mà khá phê dương châu mình đi tạm đóng ta EPS topic thực kỳ mình đấy xem chip phải qua1에서 2번 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 그러면은 라님 담아 소머룩 나 강크라움 하이처럼 좀 나와 반트럼 트라이 이제 뭐 본머 룩 니 뭐 뜻과 사사 근데 네 아직 못 패야 아직 못 룸 강해 매네 이제 너 그놈 좀 누워 계속 다 이 사람은 누구입니까? 그다음 다음 룸 안에 치어 너나 이제 뭐 니 보가 치어 긴 예이 비교 뭐 있네 트라이 좀 뭐냐 룩 아니 이제 소머 뭐 룩 비교 뭐 있네 트라이 룩 뜻 그 말에 그 이제 넘 넘자 살래 뭐 못 사는 아이 다시피 이 사람은 지금 뭐, 이 사람은 지금 무엇을 하고 있습니까? 이렇게 다 뭐라고 하면 이 알러니야 딱 걷고 봉투야 봐이 딱 걷고 봉투야 봐이 여기 그거 걷 세장 랑 나게 라드 매다 그래 여기 수납 때 한다네 또 알러 좀 자세히 수납 때 매우 대사 알러 좀 힘만 전 하이 이제 지금 더 보고 나 수납 하이 투어 좀 라이트 하이 다 수납 좀 우리 큰일이야 38과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 이 사람은 누구입니까? 1. 상사입니다. 2. 동료입니다. 3. 윗사람입니다. 4. 부하 직원입니다. 2번 이 사람은 지금 무엇을 하고 있습니까? 1. 때리고 있습니다. 2. 화를 내고 있습니다. 3. 사과를 하고 있습니다. 4. 싸움을 하고 있습니다. 3에서 4번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 3번 죄송해요. 제가 오해를 했어요. 4번 직장 분위기가 좋은 편인 것 같아요. 5번 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 투아씨 회사는 어때요? 동료들이 너무 좋아요. 서로 위해주고 배려해주는 편이에요. 정말 부럽네요. 자, 정말 반응. 라닌 좀 어깟 대사 또 보고 니 스탑 맞추 맞추 하이엔 틀 맞 그리셔 좀 라이 뭐 남의 장난 다 보고 스탑 안 반난 장난. 하이 너 비디 보고 스탑 전 떠. nâng sắp ăn cái gì phía sang mai dương chẳng về nhạc lát có thằng cả đây vậy dư tiền nhôm phòng là nhôm vậy liền chiền tiền chẳng á vậy phía sang mai tao nên mình vậy cả đây chẳng xuống lại bàn chén nó không còn xòa mày ta lấy dương mơ bị lơ một bánh ông bị lùm hạt bao giờ nước lại nick cái đã thay Israel nụ cười nick cá mày này tao này cái số ta ta nụ mẹ này quạt chia nó nam mày này chẳng bông phôn rồi mấy thứ ban chấm lại lên màn đấy chấm buồn này cả lại nắng ta ta mẹ đang quạt chia nè ai bắt đầu mà dương chẳng có mình nhớ rồi kì dương từ mơ nơi cả lại Atabot mẹ này Atabot mê đến tì sáng sớm vậy cả lại khi sáng tới mày ta lấy chúng mơ chúng kia tí mùi kê an ao dương mẹ này ta sang sai gì ta mẹ này thấy thả lơ mẹ này thả lơ thống nhú cứ mật rung càng nghĩa vịt xa rám tao nghĩa sang xa mẹ này thả lơ hay hay cái là vịt xa rám chuyện vịt xa rám hay là sang xa chứ anh phở bản cái này mẹ thêm nẹ nơi lơ bởi sang xa kê phở bộ cổ lực thả lơ đồ thả lơ dương chi chích vòn thẻ đi nìm lơ thẻ đi nìm mình khóa trăng nìm lơ khóa trăng nìm mình phủ trăng nìm chẳng cái hai sang xa nhưng sang xa nó mình là bộ cổ lực bình thái quạt ở thả lơ đó biết biết sao lắm cô mình là con nên lơ chứ bởi sân chỉ dương bộ lực thả khổ biết sao lắm có bộ lực nhẹ để mình thả nặng phô chính dương nhưng bởi biết sao lắm nặng mà đâu để mình thả nặng phô chính dương nhẹ nó thả lơ chứ nhẹ phải bàn được cái này bắt đầu một tiết
miền phù hà chỉ còn phù hà này càng cao chỉ còn bộc lực nhé bộc lực thân cao chứ bớt dần bộc lực thân cao bộc lực thân lơ đối với việt sơn này nè miền thân cao bộ chưa chưa ngày chưa đam nhớ những phần việt nam ta nhớ chấm lại bữa nay cứ thùng nhu mình này thùng nhu mật bụi khuyên còn áo khăn nhẹ mình chẳng ấy ta tiếp đi terico isimida mình này terida mình này mấy terida vai chẳng có mình này quật cái bông tao vai hay Ibon, Huaru Negu Ismida, got the Ponta by Jenkum Hung. Young men got the Bona by Jenkum Hunger, got the Bosa Yarding Eye. Huaru Neguita, men a compong by Jenkum Hung. Saguaru Hagui Sumida, Gumbong Dai, Soma Paito. Sagua Hata, Soma Paito, men ply bomb, Saguaru Hata, Gumbong Dai, Som Do. Men a soma cheers right. Men are also doing him call her in Yangan and get a bit Saguata.Sau mưa ha gùi xin mình đã mình còn bông tai vẫy kia những sau ta vẫy kia những chấm lá mình đã tạo này chấm lá cứ e bon mình e bon giống một bon chỉ sai giống một bon phơi thở cái tạo này là cái loại này chấm lá cứ thùng nhú hay một tiết cứ phá rứa này gùi ta những cái loại này lấy pi được kia mình đây tạo này lấy pi được kia những e bon ta lấy chỗ này lấy bảy chín môn thực cô alma chân thể đáp với khử ship chiều.Mẹ đã đáp xùm nua hai chữ rơi chung là bàn trăm trời tại là dân tâm mơ xùm nua chung mươi khả xùm nua cứ yô kì kì thà chế giống nghe chế gà ô hê rư hết xe yô mẹ nè kì thà ăn xùm à chia sài cứ khả nhóm dô chó lòng ô hê hả ta dô chó lòng phôn chó lòng chẳng hắn là chúng ta ô à chia sài nhóm chó lòng mẹ nè chia sài nhóm phôn chó lòng mẹ nhóm phôn chó lòng ô hê hả taก็เรื่องของโยชลำนั่งไงจิตุได้ยังเปิดโยชลำยังเราไปจำลายมือในดังนี้คือก้อนโอเฮอ่ะดังงานนั่งคือจิกาโยชลำเลยพอโซฮวาเฮดเซลฮวาเฮเฮดเซลก็ได้บ้านซากซากนี่รู้ใช่มีแต่ยิ่งชุบนี่แรงเยอะนี่พี่บิ๊กไก่เราไปอ่านเลยใหญ่ใหญ่นี่วันนี้นั่งฮวาเฮหาตาฮวาเฮหาตาตอนนี้ต่อสามบนโอเฮก้าพุยโซไทยเงี้ยมันจะปัจจุบันนะดอยบ้านสายกาโยจรอลำสายกาพอนจรอลำยังจำหลายคือเล็กในใบมันในผู้ไอ้กินยังท่าโอ้ยสมตัวนั่งยมจรลำมันยมมีกาพอนจรลำมันยังท่าอ๋อสมนางไอ้ดาสายกาพอนจรลำหายส่วนนั้นไหวยังเทียนแบบนี้ดูจีงได้แต่ยังกิสมันแต่กิจลำแต่ยังทรมตรอเรื่องเงี้ยบุญยังกิมรอเรื่องที่มันจะดามต่อหาพระธรรมตีนเลยบุญเลยบุญเลยบุญในบุ้งก็ได้ปัลลีวายสมิ่งชูเกเซอจ้ะได้บัตรสัญจรยังฉับสับสาเนี้ยปัจจีล้อรู้ยังนะปัจจีล้อบัตรสัญจรยังฉับสับสาเนี้ยยังไงเพลินปีนะบัตรสัญบาฉับสับสาเนี้ยปัจจีล้อรู้กันไหมจิตปัจจีล้อบัตรสัญฉับสับสาเนี้ยยังขบมาเนี้ยตอนยังจำนวนหนึ่งหลายนี่คือเลขใบเหมือนเนี้ยที่บุ้งยังตัวเมื่อสมดุบัตรสัญที่บุญก็จะท่าจิจังผลวิกิกาชนพยนอินก็กัดถ่ายโอมันเองทั้งปัจจัยการทั้งหลายอย่างนี้ปัจจัยหล่อนี่มันปัจจัยหล่อหรือก็ตุ่มดวงจิตหล่อนะให้โดยสร้างทั้งหลายนี้มันยังเผื่อตุ่มดวงจิตก็เผื่ออินก็กัดถ่ายโอยังเชื่อตุ่มดวงสมานยังก็ท่าโอ้กลายกับปัจจัยการกลายกันดูจิตหล่อนะเนี่ยดูจิตหล่อนะเนี่ยยังกับบ้านเลยต่อเราไปกินใจจังเมาจึงสลายวินทำไปได้ต่อเนี่ยยังสลายทำไปได้ในช่วงที่จุ่มอมยกเหี่ยวมาจากบ้านมาจากวินัยเหี้ยงตั้งรังนึกว่าปัญญาเหี้ยงตั้งรังไปยายในโซโรเวโซโรวีแห่ชุนุนพยอนเหี่ยวมาจากบ้านคือไอ้กี่ได้คือเจ้าช่วยเลือกตัดจันทร์ขณีหรือว่าเจ้าช่วยกรมตรงจุดตัววีโรฮาตานั่งวีแห่ฮาตาในระยะยุคดูขณีอย่างนั้นอาชีสไลค์นี่ก็เป็นอย่างนั้นโซโรวีเฮจูนุพยอนี่ครับบ้านเจ้ายุคยุคอาชีสไลค์ขณีฮะเอ้ยตุ่มลงไปอยู่ก้อนนึงพยอนี่เอ้ยมีท่าสมได้แต่เลยตุ่มโน้ตไปหน้ามวยอย่างนั้นนะมีนะบริษัทจีล้อไปล้อบล้อกระไปล้อกระนั่งไงยังเกิดแบบเปลี่ยนนึงพยอนี่นั่งไงต่อที่ใบสังสาระจุ่มมุสอุนพยอนี่มันทำไว้บกหลักฐานแล้วก็เนี่ยมีฐานะถมนั่นคือกวดยังกลัวคลาดติงอย่างนี้พุนวิกิกาชายุโรนพยอนานีเอลทำมันแมนเจียปะยะกา
កន្លែងការងារដែលមានសេរីភាពទេឆាយយុរ៉ុបតាសេរីសេរីឬក៏មានសេរីភាពទេអញ្ចឹងអញ្ចឹងចម្លើយគឺលេខ2ដោយសារអីដោយសារនៅកន្លែងនេះគេនិយាយអីគេនិយាយថាយើងមើលទៅកន្លែងការងារគាត់គឺវាល្អមែនមើលបរិយាកាសកន្លែងការងារល្អអញ្ចឹងល្អគឺបានយើងនិយាយថាអូបរិយាកាសដូចជាល្អអញ្ចឹងគេថាណែព្រោះយើងចេះយោគយល់គ្នាបានបរិយាកាសកន្លែងការងារល្អតោះអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹង IT 5គេថាស្ដាប់ការនិយាយហើយជ្រើសចម្លើយឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងសំនួរតោះខ្លួននាំចែភាសាភុនវិគីនឹងអតសុនីកាគេថាបរិយាកាសនៅកន្លែងការងាររបស់បុរសម្នាក់នេះតើយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចដែរយ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងជិះមើលនេះបរិយាកាសល្អនេះវិញយើងតាំងរឹងទៅយាយនេះឆាវយូរ៉ូនភ្យនយមែនទេថាវាសេរីទៅយាយមកធ្វើការស្នាក់អីក៏បានដែរដល់ពេលនេះរៀងយ៉ាប់តិចមែនទេដោយសារមុខចងកស៊ូដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺមិនសូវល្អទេតោះឡើយយើងទៅមើលមកសំណួរអូមិញខ្ញុំភ្លេចដូររូបដល់ហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងអានសំណួរសិនតែម្ដងតោះយើងអានសំណួរអូបនសុភីកាស៊ីហ្វេសានិនអូទែមែនថាក្រុមហ៊ុនរបស់សុភីសាសុភីកានិនយ៉ាងមិនដែរយ៉ាងមិនដែរអញ្ចឹងណាដល់ពេលយកចាថាធុងយូទ្រីណូមូជឿគាត់ថាបុគ្គលិករួមការងារទាំងហ្នឹងពិតជាល្អខ្លាំងណាស់ Soro we have to go មានតែចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកឬក៏យកគ្នាទៅវិញទៅមក Perio have to be on here អត់ដល់នេះ we have to ta ហើយនឹង Perio ហតា Perio ហតាយើងយកគ្នាដល់ពេល we have to ta លើកទឹកចិត្តគ្នាគ្រប់ត្រគ្នាអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងមិនថានៅរោងចក្រគាត់ហ្នឹងគឺចេះគ្រប់ត្រគ្នាទៅវិញទៅមកនិងយកគ្នាទៅវិញទៅមកដល់ពេលណាមចាក៏ឆុងមកព្រប់នេះពិតជាគួរច្នៃមែនព្រប់តាច្នៃអញ្ចឹងឆុងមកព្រប់នេះពិតជាច្នៃមែនអញ្ចឹងណាប្រហែលក្នុងសលេងម្នាក់ស្រីអ្នកសួរមែនទេហើយអ្នកផងអ្នកឆ្លើយប៉ុន្តែក្នុងនេះគេដូរប៉ុន្តែមិនអីសំខាន់ឲ្យយើងស្ដាប់បានហើយធ្វើលំហាត់ទៅគឺបានអញ្ចឹងចម្លើយនៅកន្លែងនេះគឺលេខ1មែនទេឈូនភ្យនីមានបរិយាកាសនៅកន្លែងខាងនេះគាត់គឺល្អតើឲ្យដល់គ្នាតោះអញ្ចឹងបងប្អូនមិញស្ដាប់បានធ្វើចំណោយត្រូវទេបងប្អូននេះចំណោយមេរៀនរបស់យើងតោះឥឡូវយើងចប់ Tiki ហើយយើងទៅចូល Ilki ជាមួយគ្នាហ្នឹងហើយចាំតិចអញ្ចឹងសូមនិយាយពីសភៅពាក្យនៅវេយ្យាករណ៍គ្រប់កម្រិតនេះជូនបងប្អូនសម្រាប់សភៅនេះកម្រាស់333ទំព័រមានមេរៀនពាក្យដែលយើងដកស្រង់ពីសភៅសាវិទ្យាក្នុងប្រវ័ន6ក៏អានមកហើយក្នុងហ្នឹងផងដែរក៏មានវេយ្យាករណ៍គ្រប់កម្រិតពីកម្រិត1ដល់កម្រិត6ដែលយើងបកប្រែជាភាសាខ្មែរអមតដោយសន្តិរិទ្ធនៅក្នុងផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានសភៅនេះយកទៅសិក្សាសូមឆានកាន់ពេកខាងខ្ញុំនឹងរៀបចំជូនផងដែរ